Hi, xin chào anh em. Chắc có lẽ anh em đã xem video về ba chiếc cạc đồ họa 1660 bình thường, 1660 super và 1660 Ti rồi. Thì anh em đánh giá về sản phẩm đấy như thế nào? Theo cảm quan cá nhân của mình ấy thì mình đánh giá là 1660 sẽ có mức hiệu năng trên giá thành tốt hơn khi so với hai mẫu cạc kia. Cũng không có nghĩa là 1660 super, 1660 Ti nó không ngon, mà là ở giá tầm thấp ấy thì mình thấy 1660 bình thường nó sẽ gọi là hiệu năng trên giá thành nó ổn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau build một bộ PC về 1660 cũng như là một chiếc CPU ở đây. Anh em cũng đang nhìn thấy là i5-9400F với 6 nhân 6 luồng. Và chiếc board máy chủ đó chính là chiếc Acer ROG Strix B360G Gaming. Và thiết kế bên ngoài đẹp, đấy mình chỉ việc nói như vậy thôi. Trong mức giá nhé, có tản nhiệt cho VRM này, giáp chắn IO đầy đủ này, 4 khe RAM, 2 khe M2 phù hợp với việc nâng cấp về sau này, 8GB RAM phù hợp cho với các nhu cầu thông thường. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mình thấy 8GB nó kiểu hơi ít ấy, bởi vì nhiều anh em ngoài chơi game ra còn mở thêm khoảng 20 tab Chrome nữa, vừa để xem một số các bộ phim chẳng hạn, thì thêm một thanh RAM 8GB nữa sẽ là lựa chọn hợp lý hơn, nên mình sẽ lựa chọn hai thanh RAM 8GB đến từ Corsair. RAM này rộng rất là rẻ rồi, và SSD nữa. Và nhân tiện nói đến SSD, mình sẽ lựa chọn một SSD 240GB đến từ Galax. 240GB có lẽ là hơi ít một chút, tuy nhiên cũng đủ để anh em cài Win này, làm mấy cái thế linh tinh. Còn nếu anh em cần thì có thể mua thêm, vì như mình đã nói ngay từ đầu rồi là SSD rất là rẻ. Và vỏ cây, vỏ cây giờ là vỏ cây mới rồi, không phải vỏ cây Sunshine truyền thống nữa. Đây là vỏ cây Simatech với hai mặt kính cường lực. Vỏ cây này tương đối bé một chút. Toàn bộ các linh kiện kể trên này nó ăn không nhiều điện lắm, nên mình sẽ lựa chọn một bộ nguồn 550W. Đấy. Trước khi đi vào phần test hiệu năng thì mình sẽ nói lưu ý một chút, đó chính là bộ quạt anh em thấy ở đây này sẽ không bao gồm trong sản phẩm này. Mức giá của sản phẩm gần 14 triệu đồng, cụ thể là 13.999.000 đồng, không bao gồm kèm quạt. Vâng, sau đây sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy này. Khởi động nhẹ nhàng với CS có ôm max setting thì FPS sẽ dao động từ 150 đến 200 FPS. Chuyển tới với Dota 2 max setting thì cũng không khác là bao khi FPS sẽ ổn định ở 150. Với một tựa game có độ tối ưu tốt lắm như PUBG thì cũng không quá vất vả khi bộ PCIP vượt qua được trên 60 FPS trong đa số các cảnh. Game online là vậy, chuyển qua một tựa game offline thì sao? Đầu tiên sẽ là Far Cry 5, hai setting vừa sức với 1660 khi FPS đều trên được 70. Tương tự với Shadow of Tomb Raider thì FPS đôi khi có thể chạm ngưỡng 100 trong một số các cảnh ở hai setting. I just wanna live my life without you.
cuối cùng là Assassin's Creed. Đây là tựa game cực kỳ đốt phần cứng ở cả CPU và GPU. Thế trong bài benchmark thì với hai setting cũng không quá khó để vượt ngưỡng và ổn định từ 60 đến 80 FPS. Với tầm giá 14 triệu đồng thì mình nghĩ đây là một bộ máy PCAP gọi là tốt nhất rồi. Mức giá phải gọi nói là hấp dẫn nhất trong cái đất Hà Nội này rồi. Vậy thì anh em thấy sao về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến ở một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.